Rồi, chào các bạn quay trở lại với kênh giới thiệu Workman của One Second Clickbait. Tôi là Hoàng, tôi là người chơi Workman đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Và hôm nay tôi làm video này để giới thiệu đến các bạn một chiếc Workman đến từ hãng Awa. Đó là chiếc Awa PS120. Đây là chiếc cassette cầm tay dòng giá rẻ phổ thông của hãng Ewa. Thì chiếc máy này nó có những cái gì, mời các bạn theo dõi. Cái này được Ewa phát hành, và chiếc máy được sản xuất tại nhà máy tại Trung Quốc nha. Thì máy có chiều dài 115, chiều rộng của máy là 90 và bề dài của máy là 30 mm ha. Máy thiết kế bằng nhựa, mặt trước và mặt sau bằng nhựa. Chỉ duy nhất là tại cái vị trí này là máy thiết kế bằng một miếng kim loại, phần trắng trắng, một miếng kim loại nhỏ. Và trên này in cái logo Ewa, chỗ này là Stereo Cassette Player và Automatic Stop ha, có chế độ tắt tự động. Thì đây là chiếc dòng rất là phổ thông của Ewa, cho nên là nó sản xuất để nó bán cho những người chơi, người ta học tập nghe nhạc, học tiếng Anh ha, chiếc Ewa dòng phổ thông. Và chức năng của nó là nó chỉ có chức năng phát cassette thôi, không có chức năng ghi âm, không có radio ha. Rồi, mặt sau của nó có gì? Mặt sau của nó thì đây là cái logo của Ewa, và có các thông tin của máy. Ở đây có một vị trí để bỏ nguồn điện. Thì nguồn máy sử dụng là chỉ có hai viên pin AA. Máy chỉ sử dụng hai viên pin AA bỏ vào mặt sau của máy. Thì mặt trên của máy thì Ewa bố trí cái các nút điều khiển bằng nhựa luôn. Đây là nút play, này là lùi, cái này là next tới, và đây là tạm dừng. Đơn giản. Và mặt bên hông có một cái volume và một cái cổng tai nghe. Rồi, kính thưa quý vị, thì đây là một chiếc Ewa cassette cầm tay dòng phổ thông của Ewa. Thì tuy là chiếc cassette dòng phổ thông nhưng mà âm thanh nó phát ra vẫn rất là tốt ha. Mời các bạn nghe thử cái âm thanh của chiếc máy này nó phát ra như thế nào ha. Mời các bạn. Thank you.
rơi gót, lòng đầy khổ liêu nên xa em rồi, tôi nhớ em nhiều. Em ơi, thà không gặp gỡ, thà đừng quen nhau, đừng cho hình bóng, đừng nhìn nhau lâu, tôi không ôm ấp kỷ niệm đơn đau. Tôi đứng đó như hình một pho tượng, chờ ai đây, đợi ai đây và tìm ai đây. Nghe núi tiếng gào thét giữa muôn sóng khơi, nghe trái tim rung lên bồi hồi, mong gì gặp lại lần thứ hai. Nghe núi tiếng gào thét giữa muôn sóng khơi, nghe trái tim rung lên bồi hồi, mong gì gặp lại lần thứ hai. Rồi, và rồi các bạn đã nghe cái chức năng phát của chiếc AWA PX120. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin kính chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.